Sóng gió cuộc đời. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu nhau sâu sắc, Quang và Nhài quyết định sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình, bày tỏ ý định tiến tới hôn nhân. Mặc dù không phải mối tình đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai dẫn bạn đời tiềm năng về nhà. Do đó cả hai đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp mặt này, từ tâm lý đến cách trả lời những câu hỏi từ phía phụ huynh, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Quang hỏi Nhài trong một buổi tối trước ngày ra mắt: "Em thấy cách trả lời này có ổn không? Bố mẹ em sẽ thích không?" Nhài nhẹ nhàng đáp: "Bố mẹ em dễ tính lắm, anh đừng lo. Họ không quá khắt khe đâu. Anh cứ tự nhiên là được." Còn Nhài thì lại tỏ vẻ lo lắng khi nhắc tới gia đình Quang: "Em chưa gặp bố mẹ anh bao giờ. Anh không cảm thấy lo lắng sao?" Quang cố gắng trấn an: "Em yêu, anh cũng hồi hộp lắm. Sai một câu là bố mẹ em đổi ý mất. Nhưng mà anh phải tỏ ra tự tin để em đỡ lo." Nhài không kìm được cười trước sự hài hước của Quang: "Anh nói chuyện hài hước quá, làm em phải cười." Đêm đó cả hai trằn trọc không ngủ được, vừa lo lắng vừa không biết liệu bố mẹ có đồng ý hay không. Sáng hôm sau, Quang thấy Nhài đã thức dậy sớm chuẩn bị. "Trời ơi, hôm nay trời sẽ nắng to lắm sao? Em dậy sớm thế." Nhài quay lại tiếp tục trang điểm và nói: "Ai như anh, cứ ngủ mãi, chẳng chuẩn bị gì cả. Đến nhà em lại bị đá ra ngoài." Quang cười đùa giỡn: "Ai mà đuổi được anh được chứ? Anh đẹp trai, ga lăng như thế này." Nhài lắc đầu cười: "Ông này tự luyến quá. Đến nhà tôi mà cứ phải ngồi khép nép đi nhé." Trên đường đi, họ mua quà cho cả hai bên gia đình trong không khí thu se lạnh. Đối với cả hai, mặc dù không phải là mối tình đầu, nhưng cảm giác hôm nay thật đặc biệt. Nhài lo lắng về gia đình Quang, mà Quang không từng kể nhiều về gia đình mình, vì sợ sự chênh lệch và môn đăng hộ đối. Gia đình Nhài làm nông, sống bằng lao động chân chính, trong khi anh trai Nhài làm công nhân ở công ty gần nhà. Trên đường, Nhài ngủ gật không hay biết, cho đến khi Quang gọi: "Em ơi, tới nhà rồi đấy, thức dậy đi." Qua cửa sổ xe, Nhài nhìn thấy ngôi nhà hai tầng trông rất giàu có. Quang giúp Nhài xách quà vào nhà và bố mẹ anh đã ra đón họ một cách niềm nở. Nhưng khi đến lúc bố mẹ anh hỏi về công việc của gia đình Nhài: "Con, nhà con làm nghề gì thế?" Nhài hơi căng thẳng: "Dạ, gia đình con làm nghề nông ạ." Dù có sự khác biệt rõ rệt giữa hai gia đình, tình cảm của Quang và Nhài là thuần khiết, không hề xem lẫn vật chất hay địa vị. Sau đó họ chuẩn bị về quê Nhài, nơi đầy kỷ niệm và sự giản dị. Trên đường về, Quang nắm tay Nhài trấn an cô: "Em đừng lo, anh yêu em vì con người em, không phải vì gia thế. Bố mẹ anh rất tốt, họ sẽ yêu mến em." Cả hai tiếp tục hành trình về với quê hương Nhài, nơi họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới, vượt qua mọi rào cản về vật chất để xây dựng một tương lai cùng nhau. Nhài chợt thức giấc, không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy mình đã đến nhà. Ngôi nhà cấp 4 thân thuộc với khu vườn rộng xung quanh mà từ nhỏ cô đã quen thuộc. Dường như mọi thứ vẫn vậy, nhưng giờ đây cô đã mang theo một người mới. Bỗng tiếng gọi vang lên: "Nhài, Nhài, Nhài đấy à, về lúc nào thế? Dạo này nhìn lớn quá, nhưng hình như hơi gầy. Cậu này là ai vậy, đẹp trai quá?" "Dạ, cháu được nghỉ nên về thăm nhà, nhân tiện ra mắt người yêu luôn ạ." "Cậu này à?" "Dạ, cháu chào cô ạ, cháu là bạn trai của Nhài." "Nhài có mắt nhìn người đấy, thôi về nhà đi, lát nữa qua chơi nhé, Na nó đang ở nhà đó." "Dạ vâng, cháu qua ngay ạ." Tiếng ồn ào bên ngoài làm ông Đức vội vã chạy ra, vừa thấy con gái ông đã rưng rưng: "Mẹ nó ơi, con về rồi đây này." Bà Hiền từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt rạng rỡ: "Ừ, con về rồi sao? Sao không báo cho bố mẹ ra đón? Thôi vào nhà thôi, mẹ đang nấu cơm." Nhài và Quang bước vào ngôi nhà nơi cô đã lớn lên. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng bố mẹ cô đã già đi nhiều. "Hai đứa ngồi chơi đi." Ông Đức nhìn Quang từ đầu đến chân rồi nói: "Cháu là Quang phải không? Nhài kể về cháu nhiều lắm, cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé." "Dạ không có gì đâu ạ." "Nhà chú thì chỉ có vậy thôi, nhỏ
nhưng vui vẻ lắm. Nhài dẫn Quang đi thăm vườn nhà đi, nhưng cẩn thận muỗi nhé. Họ trải qua những ngày vui bên nhau. Quang luôn theo bố Nhài ra vườn, xuống đồng và thậm chí cùng nhau đi đánh cá. Là người thành phố, mọi thứ đều mới mẻ với Quang. Ngày trở lại thành phố đến, dù không muốn nhưng họ phải rời đi vì công việc. Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻ. Quang kể lại những điều mà mình đã học được khi về quê Nhài. Họ quên mất rằng bố mẹ Quang không đồng ý cho họ quen nhau. Từ đầu, ông bà đã mong Quang kết hôn với người con có địa vị xã hội. Ai ngờ Quang lại dẫn về một cô gái nhà quê. Khi về đến nhà, bố mẹ Quang đã ngồi chờ sẵn. Bà Nhung lo lắng hỏi: "Con về rồi à? Ăn uống gì chưa?" Ông Nam không chờ Quang trả lời đã hỏi: "Không cần biết, ngồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện." Quang ngồi xuống và nói: "Nếu là chuyện về Nhài, con xin lỗi, nhưng con không muốn nghe bố mẹ phản đối. Cô ấy tuyệt vời, tại sao chúng ta không thể nhìn vào con người cô ấy?" "Bố không muốn nói nhiều, hãy chấm dứt mối quan hệ đó, đừng để chúng ta phải nhắc lại." "Con không thể làm như vậy, chúng con yêu nhau thật lòng. Cô ấy là người tốt, không có lý do gì chúng con phải chia tay. Nhà cô ấy không xứng với chúng ta. Yêu là một chuyện, nhưng sống cùng nhau sẽ khác. Nếu chỉ yêu cho vui thôi thì không sao, nhưng nếu nghiêm túc thì bố mẹ không đồng ý." Quang quay sang mẹ mình: "Mẹ cũng nghĩ như vậy sao? Mẹ cũng muốn con chia tay à?" "Trong trường hợp này, mẹ không thể đứng về phía con. Nghe lời bố mẹ, con sẽ không thiệt thòi gì." Quang kiên quyết: "Con sẽ tự quyết định chuyện của mình. Nếu bố mẹ ủng hộ thì tốt, còn không thì con vẫn sẽ làm theo ý mình." Khi Quang định bỏ lên phòng, ông Nam bất ngờ tát anh một cái, khiến Quang ngã xuống ghế. "Chưa nói xong mà mày đã bỏ đi. Nếu biết trước sẽ thế này, bố đã can thiệp từ đầu." Bà Nhung cố gắng dịu giọng: "Ông yên tâm, con sẽ suy nghĩ lại. Con mình không làm mình thất vọng bao giờ." Ông Nam thở dài: "Dù sao, tôi biết không dễ để ngăn cản Quang, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi cái mối quan hệ này." Sau một khoảnh khắc im lặng dày vò, ông Nam và bà Nhung không còn nói thêm điều gì. Quang vẫn còn bàng hoàng sau cái tát bất ngờ từ bố. Lên phòng để tắm rửa, anh hy vọng làn nước mạnh mẽ có thể cuốn trôi đi những suy nghĩ rối bời. Trong văn hóa gia đình, sự hiếu thảo luôn được đề cao. Làm trái ý cha mẹ, khiến họ buồn lòng, cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại chính những giá trị ấy. Dù trong lòng luôn mong muốn cân bằng giữa tình yêu và hiếu thảo, Quang không thể không cảm thấy xung đột khi cha mẹ quyết liệt phản đối mối quan hệ với Nhài mà không cho anh cơ hội để thuyết phục. Quang luôn tự hào là một người con ngoan, chưa từng làm điều gì để cha mẹ phải thất vọng. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai và xuất thân từ một gia đình có danh tiếng, học vấn xuất sắc. Dù có nhiều bạn gái xinh đẹp và nổi bật tại trường đại học, Nhài vẫn luôn nổi bật nhất trong mắt Quang với sự tinh tế và chân thành của mình. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất nhiệt tình và vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nụ cười rạng rỡ của Nhài đã khiến Quang si mê không lối thoát. Tình bạn dần dần chuyển thành tình yêu sâu đậm. Trước khi quen Nhài, Quang đã từng hẹn hò với vài cô gái phù hợp với tiêu chuẩn môn đăng hộ đối mà bố mẹ đặt ra. Nhưng chỉ khi gặp Nhài, Quang mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu đích thực. Anh biết rằng mình không thể rời bỏ Nhài bất chấp mọi khó khăn. Sau khi tắm xong, Quang trở về phòng và nhận được tin nhắn từ Nhài. Cô bày tỏ sự lo lắng sau lần gặp mặt đầu tiên với bố mẹ anh. "Anh, em lo lắng quá. Em không biết bố mẹ anh sẽ nghĩ gì về em sau lần gặp đầu tiên. Mọi chuyện vẫn ổn mà em, đừng lo lắng nhé." Mỗi ngày Quang đều cố gắng nói chuyện với mẹ, hy vọng bà có thể thay đổi suy nghĩ và giúp anh thuyết phục bố. Tuy nhiên, mẹ anh vẫn kiên quyết: "Con nên sớm kết thúc mối quan hệ này đi. Bố mẹ không bao giờ chấp nhận Nhài đâu." Quang không từ bỏ, anh cố gắng tìm cách nói chuyện thẳng thắn với ông Nam, nhưng ông luôn tìm cách tránh mặt. "Nếu con định nói chuyện về Nhài thì tốt nhất không nên phí công vô ích. Bố tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy."
Dù bố mẹ phản đối, Quang vẫn tiếp tục mối quan hệ với Nhài. Anh bắt đầu làm công việc tại ngân hàng, ngay lập tức được giao nhiệm vụ quan trọng dù mới ra trường. Mặc dù ông Nam không công khai giới thiệu con trai mình với ban lãnh đạo, nhưng ai nấy cũng đều hiểu mối liên hệ giữa họ khi thấy Quang được đảm nhiệm vị trí cao ngay lập tức. Khi ông Nam sắp nghỉ hưu, ông hy vọng Quang có thể tiếp nối và làm tốt hơn mình. Nhưng ông Nam vẫn luôn tìm kiếm một người vợ xứng tầm cho Quang, và ông đã để mắt đến Dương, con gái một đồng nghiệp, hy vọng sự gần gũi sẽ làm chuyện tình cảm của Quang và Nhài phai nhạt. Ông sẽ tìm mọi cách để Quang và Dương có nhiều thời gian ở bên nhau và nảy sinh tình cảm. Dương đã được bố cô kể về xuất thân của Quang, nên cô rất hài lòng và muốn chiếm được tình cảm của anh để trở thành vợ của một tổng giám đốc ngân hàng lớn trong tương lai. Ban đầu Quang không để ý nhiều, nghĩ đơn giản rằng Dương nhiệt tình vì là đồng nghiệp. Tuy nhiên sau đó, Dương liên tục rủ Quang đi chơi, đi ăn vào dịp cuối tuần. Quang nhận ra Dương có tình ý với mình. Anh nghĩ Dương đang có tình cảm với mình, nhưng mình đã có Nhài rồi, không cần thêm một người con gái nào khác. Vậy là Quang quyết định hẹn Dương gặp mặt để từ chối tình cảm của cô. Quang hẹn Dương ra quán cà phê sau giờ làm việc. Quang và Dương ngồi đối diện nhau. Quang nhẹ nhàng nói với Dương: "Nếu Quang đoán không nhầm thì Dương đang có tình cảm với Quang phải không?" "Đúng vậy. Nếu Dương đã cố gắng như vậy mà Quang không nhận ra thì Dương sẽ buồn lắm đấy. Quang nghĩ sao về Dương?" "Xin lỗi Dương, nhưng Quang đã có người yêu rồi." "Dương đã biết chuyện đó rồi, nhưng nếu hai người chưa kết hôn thì chẳng phải Dương vẫn còn cơ hội sao?" "Sao Dương lại biết Quang có người yêu rồi?" "Dương có nghe qua bác Nam kể. Bố Dương và bác Nam là bạn của nhau đấy. Người lớn trong nhà rất mong đợi chúng ta có thể thành đôi." "À ra vậy. Tối nay mình về nói chuyện với bố mẹ đã nhé." Nghe Dương nói, Quang biết việc Dương tiếp cận anh không phải vì tình cảm đơn thuần, mà đã có sự sắp đặt từ trước. Anh không ngờ bố mình lại âm thầm mai mối cho anh với người mà ông ưng ý. Quang quyết định không nổi giận để không làm tình hình tệ thêm. Quang đến phòng trọ của Nhài mà không báo trước. Nhài rất vui mừng khi thấy anh. "Sao khuya thế này mà anh còn đến? Chẳng phải lúc nãy anh bảo là đi gặp khách hàng về sẽ muộn sao?" "Đúng là vậy, nhưng mà anh nhớ em quá nên phải chạy qua đây liền." Quang bước vào phòng, thấy bàn làm việc của Nhài sáng đèn, giấy tờ ngổn ngang. Anh vuốt mái tóc cô. Quang nhìn đống tài liệu trên bàn rồi quay ra hỏi Nhài: "Công việc ở công ty em dạo này nhiều lắm à?" "Nhiều vô kể luôn. Nhưng em ghét phải ở lại công ty tăng ca nên đã đưa về nhà làm. Hay là mình đi ăn gì đi anh, em cũng đói rồi." "Cũng được, nhưng để anh nói chuyện xong đã rồi mình đi." "Chuyện gì mà trông anh có vẻ nghiêm trọng thế? Đừng nói với em là anh muốn chia tay nhé." "Đương nhiên là không rồi. Anh muốn nói là ngày mai mình đi đăng ký kết hôn đi." Nhài ngạc nhiên: "Anh nói gì cơ?" "Anh nói là mình kết hôn với nhau đi. Chẳng phải em nói rằng sẽ kết hôn với anh sao?" "Đúng thế. Nhưng anh đã thuyết phục được bố mẹ anh chưa?" "Anh chưa. Nhưng một khi ván đã đóng thuyền rồi, bố mẹ anh cũng phải đồng ý thôi." "Nhưng em muốn được kết hôn khi được sự đồng ý của bố mẹ hai bên. Nếu bây giờ chúng ta lén lút làm vậy, em thấy không phải lắm." "Anh hiểu ý em. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, anh sợ mọi chuyện sẽ khó diễn ra theo đúng ý tụi mình. Em là một người con gái tốt. Anh tin là sau khi về sống chung, bố mẹ anh sẽ dần công nhận em. Nếu em muốn, chúng ta có thể chuyển ra ở riêng. Anh sợ nếu mình trì hoãn thêm, có thể sẽ đánh mất nhau. Em hiểu ý anh chứ?" Nhài nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Quang, người yêu cô. Quang vốn là một chàng trai luôn thể hiện vẻ mạnh mẽ bên ngoài, nhưng hôm nay anh đã không còn che giấu được tâm tư của mình nữa. "Anh đã khổ tâm như thế nào em hiểu, nhưng phải từ từ thuyết phục bố mẹ đã. Giờ mình đi ăn thôi, em đói lắm rồi đây này." Quang đang sốt ruột vì không có câu trả lời từ Nhài. "Sao em nói gì không vậy?"
Nếu em không đồng ý thì hôm nay anh sẽ nằm ở đây ăn vạ luôn đấy. Rồi, em đồng ý. Vậy mai mình đi đăng ký kết hôn. Ngày mai khi anh và Nhài đăng ký kết hôn xong thì anh có về nhà và dọn ít đồ đạc để sang ở cùng Nhài. Anh nghĩ là vợ chồng rồi thì nên ở cùng nhau, đỡ đần nhau nhiều hơn. Về nhà, nhìn thấy ông Nam và bà Nhung đang ở nhà, anh có vào với vẻ mặt vui vẻ báo tin anh và Nhài đã đăng ký kết hôn rồi, thì lần nữa ăn cái tát của ông Nam. Tao đã kiếm đứa tử tế cho mày rồi mà mày không chịu, cứ phải bám lấy con đó. Mày thấy vậy có mất mặt tao không? Cái mất mặt của bố quan trọng hơn hạnh phúc của con à? Bây giờ con có lấy được Dương đi chăng nữa mà con không hạnh phúc, bố mẹ có vui lòng không? Mày biết không hạnh phúc à? Không nghe ông bà nói là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén sao? Con đã nói với bố mẹ rồi, dù gì con cũng phải kết hôn với cô ấy, chứ không phải là ai khác. Chuyện đã rồi, mong bố mẹ hãy chấp nhận và ủng hộ cho cuộc hôn nhân của bọn con. Ông Nam như muốn phát điên lên. Nếu như anh đã tự mình quyết định như vậy thì anh cũng không phải là con của tôi nữa. Anh hãy dọn đồ ra khỏi đây ngay, đừng để tôi phải nhìn thấy cái bản mặt của anh. Quang vùng vằng bỏ lên phòng và sắp xếp hành lý. Mẹ Quang vội vàng xoa dịu. Bố con đã như thế rồi, con nên bình tĩnh lại. Quang không nói gì mà đi thẳng lên phòng mình lấy đồ và chuẩn bị ra khỏi nhà. Được rồi, anh đã thế thì ra khỏi nhà này đi. Con xin lỗi bố và nói giấy tờ kết hôn đó chỉ là giả đi. Nếu như vậy thì bố con có thể tha lỗi cho con. Mẹ sẽ tận dụng mối quan hệ của mẹ để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Con chỉ cần nghe theo lời mẹ mà thôi. Con không thể làm như thế mẹ ạ. Khó khăn lắm con mới thuyết phục được Nhài đồng ý kết hôn với con. Nếu bố mẹ không chấp nhận con và cô ấy thì con sẽ rời đi. Thôi, con chào mẹ. Quang trả lại chiếc xe mà ông Nam cho anh nhân dịp anh tốt nghiệp, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt taxi rồi đi thẳng đến phòng trọ của Nhài. Anh cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Vì bây giờ chúng mình là vợ chồng rồi, nên dĩ nhiên phải sống chung với nhau chứ. Tạm thời mình ở đây với nhau, anh sẽ cố gắng làm lụng để tích góp tiền để mua nhà. Có phải anh vừa bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà không? Quang chột dạ. Sao em biết hay thế? Anh làm sao mà qua được mắt em chứ? Em vốn cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi. Em thì không sao, chỉ sợ là bây giờ sống ở đây thì anh sẽ có ít nhiều bất tiện thôi. Chỉ cần được ở bên cạnh em là được rồi. Anh đâu phải là kiểu công tử bột ấy đâu. Em đói chưa? Trên đường đi đến đây, anh có mua đồ ăn đến luôn rồi này. Hai người cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng. Từ mối quan hệ yêu đương để tiến tới mối quan hệ hôn nhân là thử thách không nhỏ đối với nhiều cặp đôi. Quang và Nhài cũng không phải là ngoại lệ. Để nên duyên vợ chồng với Nhài, Quang đã làm trái với mong muốn của cha mẹ và từ bỏ vị trí thừa kế cơ ngơi của bố mẹ anh. Nhài đồng ý kết hôn với Quang bởi vì tình yêu đơn thuần mà cô dành cho anh, chứ không phải vì nhìn thấy của cải của nhà anh. Nên khi anh không còn gì trong tay, cô cũng không hề thất vọng. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy không ổn chính là mối quan hệ giữa Quang và bố mẹ anh. Nếu như vì được ở bên cô mà anh quay lưng với bậc sinh thành, những người yêu anh còn hơn cả chính bản thân họ, thì Nhài thấy mình chẳng khác nào tội đồ. Nhài vẫn đau đáu trong lòng chuyện đó. Cô muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói ra và khuyên bảo anh nên làm hòa với bố mẹ. Bởi thời gian của anh và cô còn nhiều, nhưng thời gian để anh có thể chăm sóc ông bà thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhài vẫn đi làm ở công ty như thường, còn Quang đã bị cho thôi việc ở ngân hàng của ông Nam. Anh bây giờ không còn là chàng trai độc thân. Quang mang vác trên vai trách nhiệm trụ cột của gia đình. Chính vì vậy, anh đã nhanh chóng nộp đơn xin việc vào một ngân hàng khác. Ở nơi làm việc cũ, Quang đúng là nhờ mối quan hệ con ông cháu cha mới nhanh chóng có được một vị trí cao. Nhưng khi đã rời khỏi đó, tấm bằng đại học loại giỏi của anh vẫn đủ để cho anh được nhận vào làm. Sau khi ứng tuyển, tất nhiên, chức vụ của anh ban đầu nhỏ hơn rất nhiều so với trước đó. Nhài và Quang giống như mẫu vợ chồng trẻ điển hình, cả ngày dài họ tất bật nơi chốn công sở,
đến tối họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian thư giãn yên bình nhất. Nhài ban đầu cứ lo sợ Quang sẽ khó thích nghi được căn phòng trọ chưa bằng một nửa phòng ngủ của anh. Nhưng đúng như lời Quang nói, anh không phải là công tử bột, anh làm quen với mọi thứ nhanh chóng và thành thạo mọi ngóc ngách trong nhà, còn hơn là người đã sống ở đó vài năm như cô. Tranh thủ ngày cuối tuần, đôi vợ chồng Son về quê ngoại để ra mắt họ hàng bên nhà vợ. Khi hai người còn hẹn hò, Quang cũng đã về chơi một vài lần. Nhìn vào bố mẹ Nhài, anh có thể hiểu vì sao cô lại lớn lên trở thành người tử tế như vậy. Tất cả là nhờ cô được ông bà yêu thương và giáo dục đàng hoàng. Nhài cũng đã nói cho bố mẹ mình biết tình hình hiện tại của hai vợ chồng. Chính vì vậy mà ông bà chỉ làm một bữa cơm nho nhỏ với họ hàng thân cận. Quang cũng phần nào cảm thấy có lỗi khi không thể tổ chức một lễ cưới với Nhài. Sau khi kết thúc bữa ăn, anh đã vào phòng riêng của bố mẹ Nhài để xin lỗi. Con và Nhài đã kết hôn với nhau, nhưng vì hoàn cảnh của con bây giờ chưa cho phép, nên con chưa thể tổ chức một lễ cưới với sự góp mặt của đông đủ mọi người. Con chân thành xin lỗi gia đình mình ạ. Ông Đoàn, bố của Nhài, chỉ nhẹ nhàng nói, lễ cưới thực ra cũng chỉ là một hình thức thôi. Nếu như có điều kiện tổ chức được thì tốt, còn nếu không thì chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc bên nhau là bố mẹ hài lòng rồi. Bà Ngọc cũng nói thêm vào, bố con nói đúng đấy. Quan trọng là quãng thời gian dài sau này hai đứa con ăn ở với nhau như thế nào. Bố mẹ chỉ mong hai đứa có cuộc sống êm đềm, như vậy là bố mẹ vui lòng lắm rồi. Quang cảm động trước những lời bố mẹ vợ anh vừa nói. Hai vợ chồng anh có những ký ức tốt đẹp về chuyến đi về thăm quê. Quang và Nhài cùng trở về thành phố. Bố mẹ Nhài chuẩn bị cho vợ chồng anh bao nhiêu là quà quê. Tấm lòng người làm cha làm mẹ nào cũng luôn như vậy. Nhài và Quang lại càng cảm thấy biết ơn và quý trọng ông bà hơn. Về đến nơi, Quang vẫn đang loay hoay xách đồ đạc vào trong nhà, định giúp anh thì cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Sau khi trả lời điện thoại, nét mặt Nhài trở nên đăm chiêu. Quang tinh ý nhận ra điều đó. Ai vừa gọi điện đến cho em thế? À, anh chịu khó dọn dẹp đồ đạc vào trong nhà nhé, em đi ra ngoài một lát. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Lát về em sẽ nói với anh sau. Thôi em đi luôn nhé. Quang tò mò không biết ai gọi cho Nhài mà cô lại gấp gáp rời đi như vậy. Nhưng vì Nhài đã hứa lúc về sẽ nói cho anh biết, nên Quang vẫn tin tưởng vợ rồi tiếp tục công việc còn dở dang. Nhài đến một nhà hàng theo phong cách truyền thống. Sau khi đọc tên vị khách đặt bàn, Nhài được dẫn đến một phòng VIP trong nhà hàng đó. Cô khẽ mở cửa tiến vào. Nhài lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác ạ. Bác đến lâu chưa ạ? Bác cũng vừa mới đến thôi. Cháu ngồi xuống đây đi. Dạ. Người gọi điện cho Nhài và hẹn cô ra gặp mặt không ai khác chính là ông Nam. Tính từ ngày cô và Quang kết hôn với nhau đã được gần một tháng, ông Nam và bà Nhung chưa bao giờ chủ động hẹn gặp cô để nói chuyện riêng. Đây là lần đầu nên Nhài khá hồi hộp. Thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn ăn. Ông Quang bảo Nhài hãy dùng bữa. Cô nghe theo lời ông, nhưng nói thật, bữa đó cô không tài nào ăn ngon miệng, dù biết bao nhiêu sơn hào hải vị được bày ở trên bàn. Trong đầu cô vẫn tò mò không biết lý do cho buổi gặp mặt này là gì. Ăn uống xong xuôi, ông Nam mới mở lời. Từ hôm đó đến giờ, cháu và Quang ở chỗ nào? Dạ, chúng cháu sống tại phòng trọ của cháu ạ. Cháu xin lỗi vì từ hôm đó đến giờ cháu vẫn chưa đến để chào hỏi hai bác cho tử tế. Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay bác tới đây là muốn thương lượng. Bác sẽ chấp nhận cháu làm con dâu nếu cháu hoàn thành điều kiện mà bác đưa ra. Nhài khá bất ngờ với lời đề nghị của ông Quang. Bác muốn cháu phải làm thế nào thì bác mới ủng hộ cuộc hôn nhân của bọn cháu? À, rất đơn giản thôi. Bác muốn cháu trong vòng 6 tháng phải mang thai và nhất định phải là con trai. Sau đó hai đứa sẽ được tổ chức lễ cưới. Dễ thôi mà, phải không? Trước khi kết hôn, Quang và Nhài đã cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe và kết quả cho thấy cả hai đều có tình trạng sức khỏe tốt và có thể có con bình thường.
Tuy nhiên, Nhài cũng khá lo lắng trước lời đề nghị của ông Nam. Dạ, thưa bác, chuyện con cái ngoài liên quan đến sức khỏe còn liên quan đến duyên số, không phải cứ muốn là có thể có con được ngay ạ. Cháu nói vậy nghĩa là cháu không tự tin sao? Bác đi bắt cháu phải có thai trong vòng 1 tháng đâu, mà cho cháu thời gian tận 6 tháng. Cháu nên biết, cơ hội này chỉ đến 1 lần duy nhất. Nếu cháu từ chối, thì cho dù cháu và thằng Quang có chung sống với nhau, bác cũng không bao giờ chấp nhận cháu là con dâu. Và thằng Quang cũng không bao giờ có cơ hội quay trở lại tiếp quản cơ nghiệp của bác nữa. Cháu nói cháu yêu nó, thì cháu nên nghĩ cho Quang nữa. Đàn ông không có sự nghiệp thì không phải là đàn ông đích thực. Những lời ông Nam nói tuy có phần khó nghe, nhưng cũng không phải là không có lý. Tuy Nhài không để ý nhiều đến việc Quang kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng anh thân là Nam Nhi, đại trượng phu, chắc chắn anh rất cần có sự nghiệp để nâng cao lòng tự tin của mình. Quang có thể tự cố gắng và đạt được những thành công nhất định mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Nhưng cái quan trọng hơn cả vẫn là gia đình ông Nam đã cho vợ chồng cô một cơ hội để quay về. Nếu cô biết nắm bắt thì sau này họ sẽ hòa thuận chung sống với nhau. Nhải biết, trong thâm tâm, Quang cũng phần nào cảm thấy có lỗi vì đã không làm tròn hiếu. Là người vợ, cô muốn giúp anh giải quyết mọi rắc rối. Nhài không chần chừ nữa, cô nhanh chóng trả lời ông Nam. Dạ, cháu đồng ý. Cháu sẽ cố gắng để có thể hoàn thành yêu cầu của bác ạ. Đây không chỉ là một yêu cầu suông, mà là một cuộc thương lượng. Nếu cháu không thể hoàn thành, thì sau 6 tháng, cháu phải ly hôn với Quang. Nhài hít một hơi thật sâu rồi nói. Dạ, được ạ. Vậy thì ngay ngày mai, hai đứa hãy chuyển về sống chung với hai bác. À bây giờ, phải xưng hô là bố mẹ mới phải chứ. Con cũng phải thay đổi cách xưng hô dần đi. Dạ, thưa bố. Tiếng bố đầu tiên mà Nhài gọi ông Nam quả thật không dễ dàng gì. Cô đã đặt cược một mất một còn với ông Nam. Bây giờ quan trọng là làm sao có thể mang thai tự nhiên trong đúng thời gian ông ta đưa ra. Qua cánh cửa nơi chiếc xe taxi, Nhài nhìn ra bầu trời đêm đã được thắp sáng bởi ánh đèn điện. Cô quyết định sẽ tích cực nhìn vào mọi chuyện và tin tưởng rằng bản thân sẽ làm được. Cô nở một nụ cười để tự trấn an bản thân. Về đến phòng trọ, Nhài còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng mắng yêu của chồng. Em đi đâu mà đến giờ này mới về thế? Anh nấu món canh chua cá lóc mà em thích, nhưng bây giờ nó bị nguội mất rồi. Em xin lỗi. Sao nãy giờ anh còn không ăn cơm? Anh đợi em mà. Lúc nãy em đã ăn cơm rồi. Em ăn với ai? Em ăn với bố anh. Bố anh? Bố anh hẹn gặp em sao? Có phải ông ấy gọi em đến và bắt em phải rời xa anh không? Anh đoán sai rồi. Bố gọi em đến để nói rằng ông đã chấp nhận vợ chồng mình rồi. Ông nói ngày mai bọn mình chuyển về luôn đấy. Em nói thật à? Làm gì có chuyện ông ấy tự dưng thay đổi ý định như thế được. Ông ấy là người đã sống chết muốn đuổi anh ra khỏi nhà cơ mà. Anh đừng để bụng chuyện bố anh trước đây cư xử như thế nào nữa. Bây giờ chẳng phải ông đã đồng ý với bọn mình, cho bọn mình là chuyện tốt sao? Bố nói vì ông cảm thấy khó xử nên mới không dám gọi anh đến nói chuyện, mà gọi em ra gặp riêng đấy. Quang vẫn bán tín bán nghi trước lời Nhài nói. Anh vẫn chưa thể tin được chuyện này. Bố có đe dọa gì em không? Nếu bố đe dọa thì phải đe dọa để em bỏ anh chứ. Sao lại cho bọn mình về ở chung với bố mẹ được? Ngày mai cả anh và em đều đi làm, nên mình tranh thủ dọn dẹp đồ từ giờ đi anh. Nhài không dám nói ra sự thật chuyện cô và ông Nam đã có một cuộc thương lượng với nhau. Bởi nếu cô nói ra, chắc chắn anh sẽ không đồng ý và lại tìm đến ông Nam để cãi cọ. Mối quan hệ giữa cha con anh sẽ lại càng cách xa hơn. Nhài muốn giữ kín mọi chuyện và âm thầm nối lại tình cảm ruột thịt của anh cùng với bố mẹ. Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ ông giao thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhài cố bày ra vẻ mặt hớn hở. Cô vừa xếp đồ đạc vừa ngân nga đôi ba câu hát. Quang thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng tiến lại gần chỗ cô, rồi phụ cô sửa soạn mọi thứ. Chiều tối hôm sau, cả Quang và Nhài đều xin tan làm sớm hơn một chút để kịp chuyển đồ đạc về nhà của ông Nam.
Hai người hồi hộp bước xuống xe. Quang nhấn vào cái chuông ở cổng. Chỉ sau đó ít giây, bà Nhung đã chạy nhanh từ trong nhà ra, giọng bà ân cần. Hai đứa về rồi đấy à? Mẹ cứ ngóng hai đứa từ lúc chiều đến giờ đấy. Nhài nhanh nhẹn đáp. Dạ, tụi con chào mẹ. Quang không khỏi bất ngờ trước thái độ của mẹ anh. Mẹ anh đã từng kịch liệt phản đối chuyện anh kết hôn với Nhài, chẳng khác gì ông Nam. Thế mà bây giờ bà lại quay ngoắt 180 độ, vui mừng hạnh phúc nắm lấy bàn tay của con dâu mới. Tuy đó là chuyện tốt, nhưng Quang cứ có chút cảm giác lạnh người. Bà Nhung ôm chầm lấy Quang. Gần một tháng qua không gặp, mà bà nhớ con trai ra giết. Con có sống tốt trong thời gian qua không đấy? Mẹ thấy con hình như gầy hơn thì phải. Mẹ cứ khéo lo, con mới tăng thêm 2 cân đấy. Bà Nhung đánh nhẹ vào lưng anh. Cả ba người cùng bước vào nhà. Khi nhìn thấy ông Nam, Nhài có khẽ kéo tay Quang để ra hiệu cho anh. Quang cúi đầu chào bố. Con chào bố ạ. À. Ừ, hai đứa lên cất đồ đạc đi rồi xuống ăn cơm. Không khí trong nhà dễ chịu hơn hẳn khi hai bố con nói chuyện bình thường lại với nhau. Nhài hài lòng khi chồng không còn giữ dáng vẻ cau có khi nhìn thấy bố anh nữa. Bốn người trong gia đình ăn cơm tối cùng với nhau trong không gian ấm cúng. Ông Nam hỏi Quang. Từ mai, con quay lại ngân hàng làm đi. Vị trí của con bố vẫn đang để trống đấy. Nhưng con chưa xin nghỉ đàng hoàng bên đó. Dù sao mình đi làm cũng cần phải có trách nhiệm với họ chứ. Con đang là nhân viên thử việc thì người ta sẽ giải quyết thủ tục cho con rất nhanh chóng thôi. Con chỉ cần viết đơn xin nghỉ rồi nộp lại là được. Bà Nhung nắm lấy tay Quang. Bố con nói đúng rồi đấy. Con mau quay lại ngân hàng của bố con làm việc đi. Chứ sao lại phải phí thời gian làm thuê cho chỗ khác làm gì nữa. Quang không muốn tranh cãi gì thêm nên cũng đành nghe theo lời ông bà. Dạ vậy để ngày mai con đến đó để bàn giao công việc. Con nghĩ vậy là tốt rồi. Ăn uống xong xuôi, bà Nhung và Nhài cùng nhau vào trong bếp gọt trái cây. Bà Nhung có hỏi Nhài. Có phải hôm qua bố tìm đến con và ra điều kiện phải sinh được con trai với con không? Dạ đúng vậy ạ. Bố có nói với mẹ à? Ừ, mẹ đã bảo ông ấy là cứ thoải mái chấp nhận hai đứa đi. Nhưng ông ấy cứ phải bày ra trò điều kiện này nọ thế đấy. Nhưng mà con yên tâm, mẹ đã nhờ bạn mẹ tìm một thầy thuốc đông y cắt thuốc giúp thụ thai hiệu quả lắm. Ngày mai người ta sẽ giao thuốc đến đây đấy. Con chỉ cần uống theo đơn đó là đảm bảo thành công. Nhài mừng rỡ. Thật hả mẹ? Nếu được vậy con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Dù cả con và anh Quang đều đã đi kiểm tra sức khỏe sinh sản và không có vấn đề gì bất thường, nhưng con vẫn khá lo lắng. May mà có mẹ giúp con. Mẹ cũng mong hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau. Có mẹ giúp sức rồi nên hai đứa cứ yên tâm nhé. À mà con có nói chuyện này với Quang không đấy? Dạ con không nói với anh ấy ạ. Con làm thế là đúng. Lỡ như nói ra rồi thằng bé nó không đồng ý, lại hỏng chuyện. Thôi mẹ con mình lên trên nhà trên đi. Chắc bố con và Quang đang đợi mẹ con mình đấy. Nhài vâng lời mẹ chồng. Cô nhìn bà với ánh mắt biết ơn. Nhài không ngờ bà Nhung lại hết lòng với vợ chồng cô như vậy. Dù trước đó cô cũng có nghe Quang kể bà gay gắt phản đối chuyện hai người kết hôn. Ánh mắt bà chân thành nhìn cô khiến cô tin tưởng vào bà. Nhài nghĩ có lẽ tấm lòng người mẹ nào cũng đều giống nhau. Bà Nhung có lẽ cũng đã hiểu hơn cho tâm tư của anh. Nhài chẳng hề mảy may nghi ngờ những lời nói ngọt ngào và hành động quan tâm của bà Nhung. Đúng như lời bà Nhung nói, ngay ngày hôm sau, Nhài mới về nhà đã thấy cô giúp việc nấu sẵn thuốc uống cho cô. Bà chủ có dặn cô sắc thuốc này cho cháu, uống 2 buổi một ngày. Buổi sáng cô sẽ sắc cho cháu để cháu mang đi công ty. Buổi tối thì cháu về nhà uống thuốc mới nha. Dạ cháu cảm ơn cô. Vì cháu mà cô lại thêm việc rồi. Có gì đâu, cô được trả tiền để làm việc mà. Cháu có mẹ chồng tốt thật đấy. Chắc nhiều cô gái biết phải ghen tị với cháu lắm. Dạ cháu cũng cảm thấy như thế ạ. Nhài nhận lấy chén thuốc của cô giúp việc được. Thậm chí còn đặt cả báo thức để nhắc nhở bản thân uống thuốc đúng giờ. Với Nhài bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là phải mang thai và phải là con trai. Cô chỉ có thời gian 6 tháng. Sau 6 tháng quyết định tương lai của cuộc hôn nhân của vợ chồng cô. Mỗi ngày trôi qua với cô đều vô cùng quý giá. Nhài không muốn đánh mất cơ hội ấy. Hai vợ chồng cô tình cảm mặn nồng
Chuyện giường chiếu của họ cũng diễn ra khá thường xuyên, Nhài cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn. Những ngày về làm dâu mới của Nhài diễn ra khá suôn sẻ. Cô vẫn đi làm bình thường ở công ty, đến tối cô dành thời gian với gia đình nhà chồng. Ông Nam và bà Nhung không bắt ép vợ chồng Quang phải hàng ngày về nhà ăn cơm với ông bà. Nhưng Nhài nghĩ nếu muốn có được tình cảm của người lớn thì nên dành thời gian với họ. Chính vì vậy Nhài luôn cố gắng giải quyết công việc kịp thời và dùng bữa tối với cả nhà. Giữa cô và bố mẹ chồng cũng không có xảy ra xích mích hay cãi vã gì. Nhài vẫn cố gắng chăm sóc sức khỏe để sớm có tin vui, còn anh thì vẫn đang băn khoăn một câu chuyện khác. Trước đây, khi hai người đăng ký kết hôn, chưa được đồng ý nên không thể tổ chức lễ cưới. Nhưng bây giờ cả hai đã đường đường chính chính về chung một nhà và được bố mẹ chấp nhận. Quang muốn tổ chức một lễ cưới đàng hoàng với Nhài. Đêm hôm ấy, Quang ngồi bên bàn làm việc suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lấy hết can đảm sang phòng ông Nam. Anh cẩn thận gõ cửa. Quang tiến vào phòng rồi nhỏ nhẹ cất giọng. Bố đang làm việc à? Bố đã làm gần xong rồi, con có chị Yên chuyện gì muốn nói à? Dạ, con có chuyện này muốn bàn với bố. Có chuyện gì mà con ấp úng thế? Chẳng là con với Nhài đã kết hôn với nhau rồi, con nghĩ cũng nên tổ chức một lễ cưới đàng hoàng để thông báo cho mọi người được biết. Bố mẹ cũng nên đi lại với nhà vợ của con nữa. Tất nhiên là phải làm lễ cưới rồi, nhưng không phải bây giờ. Sau 5 tháng nữa, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì lúc đó bố sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Nhưng tại sao lại là phải 5 tháng sau nữa mà không phải là bây giờ ạ? Con chỉ cần biết đến như vậy là được rồi. Làm sao vợ con có thể chờ đợi được đến 5 tháng nữa mới tổ chức lễ cưới được? Chậm trễ như vậy sẽ khiến cô ấy bị tổn thương đấy bố ạ. Không cần phải lo, con cứ về hỏi vợ con là biết, nó hoàn toàn đồng ý với chuyện này đấy. Quang bực tức trở về phòng, anh nhìn thấy Nhài đang miệt mài uống thuốc, anh tò mò hỏi. Cái đó là thuốc gì mà anh thấy em ngày nào cũng uống thế? Cái này là thuốc do chính mẹ lấy cho em đấy. Mẹ nói nếu uống thuốc này sẽ nhanh chóng có em bé hơn. Mà sao nhìn mặt anh khó coi thế? Anh mới sang phòng bố nói chuyện. Anh muốn bố đồng ý tổ chức lễ cưới cho mình. Nhưng bố bảo bây giờ chưa được mà phải đợi thêm 5 tháng nữa. Anh cũng chả hiểu sao bố lại bắt mình phải chờ đợi như thế. Chắc là bố cũng có lý do riêng của mình thôi. Em thấy cũng không cần phải vội vàng chuyện đó quá đâu. Em không vội thật à? Anh thấy phụ nữ thường rất quan trọng chuyện cưới hỏi cơ mà. Dù có tổ chức lễ cưới hay không thì bọn mình cũng đã là vợ chồng được pháp luật công nhận. Với em như thế là đủ rồi. Anh cảm thấy hơi nghi ngờ chuyện này nha. Có phải em với bố có hứa hẹn riêng với nhau không? Làm gì có chứ. Anh chỉ giỏi suy nghĩ lung tung thôi. Bị nói trúng tim đen nên Nhài khá bối rối. Cô cố đánh trống lảng sang chuyện khác để chồng cô không còn nghi ngờ gì thêm. Đã một tháng trôi qua, dù chuyện vợ chồng của Quang và Nhài vẫn được duy trì đều đặn, cô cũng uống thuốc đúng giờ. Ấy thế mà hai người vẫn chưa có tin vui. Nhài bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô một mình đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa thì bác sĩ thông báo mọi thứ vẫn bình thường. Không hiểu sao hai vợ chồng cô vẫn chưa có lộc con cái. Nhài có tâm sự với bà Nhung. Bà Nhung tỏ ra đồng cảm với cô con dâu. Thế này thì không ổn rồi. Để ngày mai mẹ sẽ liên hệ lại với bạn mẹ để tìm hiểu xem có loại thuốc nào hữu hiệu hơn không. Dạ mẹ giúp con với chứ. Con cũng thấy không yên tâm khi mãi không có tiến triển gì thế này. Nhài vẫn một mực tin tưởng vào bà Nhung. So với Nhài thì bà Nhung vừa có nhiều kinh nghiệm sống hơn, lại có nhiều mối quan hệ hơn. Nhài nghĩ nếu bà đã hết lòng giúp đỡ cô thì những loại thuốc tốt nhất, những phương pháp tốt nhất đều đã được bà chỉ bảo cho cô, nên cô cũng không tự mình tìm hiểu gì thêm mà chỉ chăm chăm làm theo lời bà. Nhưng cuộc đời vẫn chưa bao giờ đơn giản như Nhài nghĩ. Chính lòng tin của cô đã khiến cho mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ. Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua. Ông Nam cho Nhài 6 tháng để mang đến tin vui. Nhưng đã 5 tháng trôi qua, Nhài vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông Nam không hề thúc giục Nhài trong suốt quãng thời gian ấy. Nhưng cũng vì thế mà Nhài lại càng bất an hơn.
Nếu như ông bắt cô bằng mọi cách phải có thai, thì chứng tỏ do ông nóng lòng muốn có cháu bế bồng nên mới đặt ra yêu cầu như vậy. Nhưng ông không hề thôi thúc cô, chứng tỏ việc này chỉ là cái cớ để ông tìm cách kết thúc cuộc hôn nhân của vợ chồng cô mà thôi. Quang không hề hay biết gì nên vẫn vô tư rủ cô đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò. Còn cô thì chả còn tâm trạng nào để làm những việc đó nữa. Nhài có tâm sự với Ánh, bạn thân của cô. Ánh có khuyên nhủ Nhài: hay mày cứ nghe theo lời ông Quang đi, đi du lịch đi, biết đâu thay đổi địa điểm sẽ dễ có tin vui hơn thì sao? Mày thật sự nghĩ thế à? Ừ, vốn dĩ tinh thần luôn là yếu tố quan trọng nhất mà. Mày phải thoải mái, vui vẻ thì mọi chuyện nó mới suôn sẻ được. Nhài thấy Ánh nói cũng có lý nên Nhài cũng đã cùng chồng đi nghỉ dưỡng ngắn ngày. Sau khi trở về, cô để ý thì thấy đã quá 10 ngày của kỳ kinh nguyệt. Nhài hớn hở mua que thử thai về thử. Đây là cơ hội cuối cùng của cô nên cô đặt rất nhiều hy vọng vào đó. Nhưng kết quả, que thử thai hiện lên chỉ có một vạch, khiến Nhài bật khóc ngay trong nhà vệ sinh. Nhài không che giấu nổi vẻ thất vọng. Ngày hôm đó cô không ăn uống được bất cứ thứ gì. Quang đã rất lo lắng và mua đủ thứ đồ bổ cho cô. Nhài thấy bản thân mình quá kém cỏi khi không thể làm được nhiệm vụ của một người vợ. Cô tự nhủ bản thân không có quyền được tỏ ra đau khổ. Dù sức khỏe sụt giảm nghiêm trọng, tinh thần kiệt quệ, nhưng Nhài vẫn cố đi làm. Đến trưa, Nhài nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của ông Nam. Nhài vội vã rời công ty. Về nhà, cô bất ngờ khi thấy hành lý của cô đã bị chuyển ra trước cổng. Cô hốt hoảng chạy vào bên trong. Ông Nam nghiêm giọng nói: chắc cô vẫn còn nhớ cuộc thương lượng của tôi với cô chứ? Dạ, con vẫn nhớ ạ. Hôm nay là tròn 6 tháng rồi, cô không hoàn thành được nhiệm vụ tôi giao, nên cô hãy ký vào tờ đơn ly hôn này và rời khỏi đây ngay đi. Tôi đã soạn sẵn mọi thứ rồi, nên cô chỉ cần ký vào thôi. Con xin bố, bố có thể cho con thêm thời gian không ạ? Nếu bố cho con thêm thời gian thì con sẽ cố gắng thêm. Con sẽ cố gắng để làm được. Tôi đã nói ngay từ đầu là sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Cô đừng có cố gắng vô ích nữa. Tôi ghét nhất là cái kiểu người không làm được việc nhưng lại hay xin xỏ đấy. Không thuyết phục được ông Quang, Nhài nhìn sang bà Nhung với ánh mắt cầu cứu. Trong quãng thời gian ngắn ngủi chung sống cùng với bà Nhung luôn tỏ ra là một người mẹ chồng tốt, nên Nhài nghĩ bà thật lòng yêu quý cô. Bà có thể nói giúp cô đôi lời trước mặt ông Quang. Trái lại với niềm hy vọng của Nhài, bà Nhung quay mặt đi lạnh lùng ngay khi vừa chạm mắt với cô. Nhài đau lòng ký tên vào tờ đơn ly hôn. Ông Nam cũng không quên đe dọa cô lần cuối: chuyện này tôi không hề ép buộc cô, mà do cô tự mình lựa chọn. Tôi mong cô sẽ biết điều tránh xa con trai tôi. Nếu cô vẫn còn cố liên lạc với thằng Quang, sau khi đã ly hôn, tôi sẽ có biện pháp mạnh hơn, không chỉ với cô mà cả với gia đình cô đấy. Nhài đau đớn rời khỏi cổng nhà, không biết đi về đâu sau khi bị đuổi khỏi nhà chồng. Nhài nghĩ thầm, mình phải đi đâu bây giờ? Ánh là người duy nhất biết chuyện mình và ông Nam thương lượng, chỉ còn biết tìm đến Ánh thôi. Thế rồi cô đi thẳng đến nhà của Ánh, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ánh nghe. Ánh cũng đồng cảm và an ủi với Nhài: Nhài, cậu nên nói hết sự thật với anh Quang đi. Nhài không kìm được nước mắt nữa, Nhài khóc lên và nói: mình không thể, Ánh ơi, mình chưa làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Mình không thể sinh con nên cũng không muốn Quang phải khổ sở chống đối với bố mẹ. Anh ấy xứng đáng có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng cậu không thể cứ bỏ như thế mà đi được. Cậu cũng biết anh Quang vì cậu mà cãi lại với bố mẹ anh ấy. Mà giờ cậu đi mà không nói câu nào, anh Quang sẽ càng làm ầm ĩ với bố mẹ anh ấy hơn thôi. Bây giờ cậu phải nói rõ cho Quang biết. Không, mình phải giải thoát cho anh ấy. Ánh thở dài, rồi hai người cứ ngồi như vậy đến tối. Biết bạn mình như vậy, nhưng Ánh không thể giúp được gì trong hoàn cảnh này. Quang về nhà không thấy vợ đâu, chỉ thấy tờ đơn ly hôn trên bàn. Đây là đơn ly hôn, Nhài đã ký sao? Quang ngay lập tức gọi điện cho Nhài, nhưng không thể liên lạc được, anh liền xuống hỏi bà Nhung. Mẹ, mẹ có biết Nhài đi đâu không ạ? Nhài đã nói muốn ly hôn với con và đã dọn đồ đi rồi. Tại sao cô ấy lại đột ngột muốn ly hôn? Chúng con đâu có chuyện gì xảy ra. Nhài bảo
Nó không thể làm tròn nhiệm vụ của một người vợ là sinh con. Nó rất xấu hổ với con. Con phải đi tìm cô ấy để hỏi cho ra nhẽ. Rồi Quang vội vã phóng xe đi tìm Nhài. Anh đến phòng trọ cũ nơi mà Nhài từng ở, nhưng nay đã có người khác thuê. Vậy là Nhài cũng không có ở đây. Vậy Nhài đi đâu được nhỉ? À đúng rồi, Nhài về quê. Anh lại vội vàng về quê Nhài tìm cô. Anh đi ngay trong đêm, thấy bố mẹ vợ, anh hỏi luôn: bố mẹ có thấy Nhài về đây không ạ? Bố mẹ vợ ngạc nhiên: Nhài không về đây, có chuyện gì sao? Quang buồn bã quay về thành phố. Đầu óc anh trống rỗng, không biết phải tìm Nhài ở đâu nữa. Anh lại trở về nhà. Anh nghĩ là chuyện này do ông Nam, nên anh trực tiếp đối mặt với ông Nam. Anh hỏi: bố có phải bố đã ép buộc Nhài phải ký vào đơn ly hôn không? Ông Nam bình thản nói: bố chẳng làm gì cả, chính vợ anh muốn nói muốn ly hôn. Vợ con không có lý do gì để ly hôn, con phải tìm ra sự thật. Đàn bà mà không sinh đẻ được thì đó là lý do lớn nhất rồi, con mau quên nó và tìm người khác đi. Con không thể ký vào tờ đơn ly hôn đó được, Nhài vẫn là vợ con. Ông Nam quát vào mặt anh: cái thằng vô dụng này. Cả đêm hôm ấy anh không ngủ được, anh nghĩ đến những nơi Nhài đã đi. Anh nhớ ra là còn công ty và còn nhà người bạn Nhài, và anh biết nữa là Ánh. Sáng sớm hôm sau, anh đã đến cửa công ty cô. Trong đầu anh lúc này hiện ra dòng suy nghĩ: Nhài, em là người bạn đời hoàn hảo nhất, anh không thể buông tay em dễ dàng được. Mình sẽ chờ ở đây, hy vọng có thể gặp được cô ấy. Mình sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải tìm ra sự thật. Quang thấy một đồng nghiệp đang vào công ty, anh liền chạy đến gặp một đồng nghiệp của Nhài. Xin lỗi, anh có biết Nhài đâu không? Nhài xin phép nghỉ rồi, chưa biết khi nào quay lại. Quang nhìn lên bầu trời bất lực. Giữa cái thành phố rộng lớn này, mình biết đi đâu để tìm cô ấy bây giờ? Quang nhớ lại lời Nhài nói về Ánh. Ánh làm ở công ty phía đối diện công ty Nhài, mình phải thử xem. Quang chạy đến tìm Ánh, hy vọng Ánh sẽ biết vợ anh ở đâu. Cô Ánh, anh là Quang, chồng của Nhài. Em có biết Nhài đang ở đâu không? Ánh nhìn Quang với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Quang, mình xin lỗi, nhưng Nhài bảo giữ bí mật. Quang khẩn thiết: Ánh, mình xin cậu, suốt mấy tuần liền mình không ăn không ngủ để tìm Nhài, mình cần biết sự thật. Ánh mủi lòng: được rồi, mình sẽ nói. Nhài đã bị ông Nam ép buộc phải ký vào cái đơn ly hôn, nhưng mình không biết cô ấy đang ở đâu. Quang bình tĩnh: vậy cậu có thể liên lạc với Nhài giúp mình không? Nói với cô ấy rằng mình không quan trọng chuyện con cái, mình chỉ cần cô ấy. Mình sẽ chuyển lời. Quang như người mất hồn đi về nhà. Đi qua phòng ông Nam thì anh nghe được ông Nam và bà Nhung đang nói chuyện. Thằng Quang, mấy ngày nay vẫn đang đi tìm con Nhài mà chưa chịu đi làm lại sao? Ừ, tôi đang định tiếp tục mai mối cho nó với con Dương, cứ để cho nó thoải mái ít hôm. Khi không tìm được Nhài thì nó sẽ chán nản thôi. À, đừng để thằng Quang nó biết chuyện. Bà cho Nhài nó uống thuốc tránh thai đấy. Ông yên tâm, tôi cẩn thận lắm. Loại thuốc đó không ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ cần dừng uống là có thai được. Quang nghe rõ, sốc lắm. Không ngờ tất cả nằm trong kế hoạch của hai ông bà. Anh lập tức vào phòng thu dọn đồ đạc, gọi xe chở đồ đi. Bố mẹ, con cảm ơn công sinh thành giáo dục của bố mẹ, nhưng con sẽ rời khỏi đây và sống cùng với vợ con. Hy vọng một ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu. Con đi đâu? Chuyện này... Con xin lỗi, nhưng con không thể sống xa vợ mình. Trên đường Quang gọi điện cho Nhài thì bất ngờ Nhài nghe máy. Nhài, em có nghe máy không? Quang mừng rỡ khi gọi được cho vợ. Nhài, cuối cùng em đã chịu nghe điện thoại của chồng em rồi sao? Anh nhớ em lắm Nhài à? Anh biết không, em đau khổ lắm. Sao anh không chịu quên em đi? Em không thể làm tròn trách nhiệm người vợ. Anh từng nói muốn sinh nhiều con, nhưng có lẽ em không làm được như anh mong muốn. Em đừng nói như vậy, tất cả là do bố mẹ anh cố tình khiến em không thể mang thai được đấy. Anh nói vậy là sao? Loại thuốc mà mẹ mua cho em uống thực ra là thuốc tránh thai, chứ không phải là thuốc bổ đâu. Ngay từ đầu bố mẹ đã bày ra cái trò này để chia cắt chúng ta. Anh cũng không ngờ là bố mẹ anh lại làm đến mức như vậy. Anh thật sự có lỗi với em. Anh đã dọn ra khỏi nhà rồi. Bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ tới đó liền.
chúng ta hãy bắt đầu lại cuộc hôn nhân của mình được không em? Chúng ta sẽ ra ở riêng, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu thêm ấm ức nữa. Nhài bà khóc lên như đứa trẻ thơ. Cô đã tin tưởng nhầm người và rơi vào bẫy của bố mẹ Quang. Cô không thể nào tha thứ cho ông Nam bà Nhung vì những hành động như thế, nhưng cô vẫn còn yêu Quang rất nhiều và mong muốn được ở bên anh. Những lời nói chân thành của Quang đã thuyết phục được Nhài. Cô đã cho anh biết căn phòng trọ mới nơi cô đang sống. Khi Quang đến nơi, Nhài xót xa nhìn khuôn mặt hốc hác của Quang. Cô ôm chặt anh vào lòng và an ủi. Cô biết anh cũng đau lòng chẳng kém gì cô khi bố mẹ anh hành động như vậy. Hai người quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc sống hôn nhân nơi xóm trọ này. Họ chọn sống vì hạnh phúc của nhau và bỏ lại đằng sau những sự ràng buộc đã từng khiến họ phân vân. Ngoài trời, những cánh hoa đào bắt đầu rơi xuống, mùa xuân lại rộn ràng tới. Quang và Nhài cũng mong hành trình phía trước của họ cũng sẽ là mùa xuân tươi đẹp như đất trời. Ngay trong khoảnh khắc này, đời người ai ai cũng mong muốn được trọn vẹn chữ hiếu, chữ tình. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn đạt được điều đó. Quang đã phải quay lưng lại với bố mẹ anh để chọn tình yêu và chọn người anh yêu. Chẳng ai nói trước được sự lựa chọn đó có khiến Quang được hạnh phúc hay không. Nhưng trước mắt, anh biết đó là điều mình nên làm để không phải hối hận và thốt lên hai từ giá như. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé quý vị. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhất sẽ được chúng tôi ra mắt liên tục trong thời gian tới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.